Rồi, chào tất cả bạn nha. Thì hôm nay mình đang luyện lái cho một bạn đi ra Vũng Tàu luyện lại. À, hai anh em mới xuất phát trên đại lộ Võ Kiệt. Rồi, trong phần video clip này mình sẽ nói về cái phần mà cái đường trượt trên đại lộ Võ Kiệt. Thì các bạn lưu ý khi các bạn mới lái xe thì nó có nhiều sự thay đổi. Dù các bạn đi cái cung đường đó thường xuyên và sau này tự nhiên cách mấy ngày sau các bạn không đi, tự nhiên nó có sự thay đổi mới, thì các bạn nhớ chú ý giùm mình đó. Thì các bạn nhớ quan sát giùm mình nhé, cái trong cái phần lái xe cũng vậy. À, trong cái phần lái xe các bạn quan sát định hướng và xử lý, tôi quan sát biển báo đó để tôi biết nha. Các bạn vô một cái cung đường nào cũng vậy, các bạn phải quan sát, các bạn không quan sát là tiêu. Nhiều khi nó biển có cấm rồi nó làm cái biển mới, có nhiều khi các bạn mất tập trung đi, các bạn không quan sát được thì mình không nói. Hoặc nhất là những cái bạn mới thì quan trọng nhất là bạn mới à, mới lấy bằng, cái bằng lâu năm mà giấu, đã giấu rồi mà giờ giao thông giấu phụ nữa là tới công chuyện luôn. Giấu mà còn mất tiền nữa nha, các bạn lưu ý giúp mình nha. Thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đi. Nếu mà trên đại lộ Võ Văn Kiệt các bạn đi mà về hướng hầm Thủ Thiêm, các bạn ra quận nhất, thì nó có một cái hướng khác đi nha các bạn. Nó không cho các bạn vô đường Ký Con nữa. Đó. Nha, các bạn lưu ý nha, không cho bạn quẹo vô đường Ký Con nữa, mà các bạn phải bắt buộc phải đi cặp mé kinh để các bạn đi qua Bát Tơ với qua Tôn Đức Thắng. Các bạn mà đi xuống đó, lỡ các bạn đi xuống dưới mà nó cấm quẹo trái, cấm quẹo quẹo trái và quay đầu, thì các bạn đi xuống dưới hầm quay đầu lại cho mình. Rồi, đây chút xíu mình sẽ chỉ kỹ cho các bạn nha. Rồi, ok, đèn của mình nha. Đó, hiện tại cung đường thành phố mình rất hiện đại. À, những cái cung đường để đi mình tắt lên đó các bạn, đỡ bị kẹt. Qua đây em đi lấn làn đường rồi, qua phải. Ừ đúng rồi, mới vừa quay qua ngó lại lấn rồi. Rồi đi tiếp, em đi thẳng. Tài xế mới xin lỗi về sự bất tiện này. Đó, thấy một bạn 47 không xem dán luôn nguyên chữ Cùng đen. cùng quê với em. Ừ, Đắk Lắk ấy hả? Ừ, dễ thương. Phải nói xe ra vào thường xuyên, xin lỗi sự bất tiện này là dành xe buýt. Còn nếu mà bạn mới á, xe lạng qua lạng lại, xin lỗi các bạn sự bất tiện này. Dạ, em thấy bên trái trống không? Dạ có. Mở xi nhan trái, rồi di chuyển, ngó kiếng, rồi di chuyển nhẹ, ngó trước, đừng có bẻ nhiều. Em bẻ lại lại, là lại đi xéo, trước sau mình cũng đi xéo mà đúng không? Em bẻ ngang kiểu này nó hơi khó chịu. Thấy không? Cái em nghiêng xéo, cái xéo qua đó. Đó, vậy thôi. Chút xíu nữa ra quốc lộ 51 phải chị. Chưa có kinh nghiệm. Từ từ quen không sao đâu. Dạ em đi tiếp. Mình đi xuống dưới hầm luôn ha. Chút xíu nữa thầy chị cho cách. Ok các bạn nha. Sam bà. Đấy. Đúng rồi. Lại nhẹ nhàng À, luôn. rồi, đúng rồi, thả nhẹ nhẹ. Hiện tại bây giờ là các bạn trước mắt các bạn á, thì trước á mình có quay cái clip là nó sẽ hiển thị hai mũi tên. Không? Một mũi tên màu xanh là quẹo trái và một mũi tên đi thẳng, các bạn thấy không? Đây nè. Còn bây giờ hiện tại bây giờ nó chỉ còn có một mũi tên thôi. Người ta cắt bớt cái mũi tên màu xanh rồi. Là bắt buộc là quẹo bên trái là chỉ đi làn bên trái thôi nha các bạn ha. Các bạn không thể nào đi làn này của bạn quẹo trái được nha. Đó, bắt buộc đi làn thẳng luôn á. Đó, các bạn để ý nha. Đó, dưới đường nó vẫn còn vạch kẻ đường kiểu đó. Nhưng mà cái mũi tên thì các bạn phải tuân thủ theo cái mũi tên.
Đó, bây giờ hiện tại bữa giờ mình đi để ý là nó mũi tên nó vẫn còn, chỉ còn mũi tên màu thẳng thôi, một là đỏ, hai là xanh, không có mũi tên trái nữa, thấy không? Yeah. Thấy chưa? Đó, mình đi nha, các bạn lưu ý về phần này nha. Nên bỏ con kẹt ha, về rồi em đi thẳng. Ở dưới đường thì nó vậy, nhưng mà ở trên đi theo mũi tên trên mới đúng nha. Rồi em nghiêng qua phải, đi thẳng luôn cũng được. Bây giờ hiện tại bây giờ các bạn để ý nè, cái đường mới là đi nếu mà về cái đường Tôn Đức Thắng, cầu Sài Gòn, Bát Tơ thì các bạn phải quẹo đi sát vô cái cặp máy kinh đó, rồi các bạn đi lên. Tuyệt đối không có, bây giờ hiện tại bây giờ là cái đường này chỉ có đi một thẳng đi xuống dưới hầm thôi. Tuyệt đối cấm quẹo trái, cấm quay đầu luôn nha các bạn. Các bạn về Tôn Đức Thắng với Bát Tơ là các bạn phải đi cặp mé kinh ở bên kia nha các bạn ha. Rồi bạn đi thẳng lên trên kia các bạn mới quẹo trái được. Còn ở đây tuyệt đối cấm quẹo trái, cấm quay đầu, các bạn lưu ý nha, cấm luôn rồi nha. Còn ở trong lúc trước mấy anh em là cứ hãy đi chung xe máy luôn, cấm luôn. Và đặc biệt anh em nào đi xe gắn máy là tuyệt đối cũng cấm quẹo trái, cấm quay đầu luôn, là cấm tất cả các phương tiện quẹo trái quay đầu ở khu vực này, các bạn lưu ý giùm mình nha. Đó, anh em nào mới, anh em nào dưới tỉnh mới lên, lâu lâu sẽ gặp cái trường hợp này. Thì lúc này các bạn làm gì? Khi các bạn đã di chuyển vô đây rồi thì các bạn chỉ có việc là đi xuống nhà hầm thôi, rồi các bạn quay đầu lại thôi nha, các bạn lưu ý giùm mình nha. Xe gắn máy cũng rất nhiều xe gắn máy đi phạm luật, thấy không? Vẫn phạm luật đó, nhiều lắm, nhiều xe gắn máy phạm luật lắm, mà canh thì giao thông đây thì canh ô tô thôi chứ không có canh xe máy, thấy không? Các bạn lưu ý nha. Nhưng bên kia thì ta phạt, cứ qua đầu đường bên kia ta phạt, còn không phải phạt nguội. Rồi bây giờ em mở đèn, em dặn lên hai nước luôn. Rồi ok, khi mình dặn lên thì nó sẽ hiển thị hai đèn xanh dương này, hai xanh lá cây này, mà nó hiển thị cái đèn xanh dương lên thì các bạn nhớ là cái đó là đèn chiếu xa nha, tuyệt đối không mở đèn chiếu xa. Lúc đèn các bạn tắt thì kéo về cái cần xi nhan về mình là nó sẽ tắt đó. Phải bật đèn chiếu gần, tốc độ 60 tối đa, mà tối thiểu của mình là chỉ có 30 thôi. Các bạn hỏi nếu là chạy chậm dưới 30 được không? Vẫn được, bình thường, không ai bắt cả, nói xe các bạn hư vậy thôi. Rồi đi xuống đây thì không được lấn làn đường vạch liền, không được bóp kẹt, phải mở đèn chiếu gần, không mở đèn chiếu xa, không được nẹt ô. À, nhớ lưu ý nha các bạn ơi, ở dưới tầng hầm này nó vẫn có camera đầy đủ hết luôn. Rồi em đập ra nhẹ chút xíu, nhẹ thôi, không hơi buông chân ra thắng. Rồi đập ra nhẹ đi, đúng rồi. Rồi nhớ coi tốc độ, rồi thay chỉ cho, buông chân ra ra. Ở trên trần nè, máy bắn ở trên này nè. Đó, các bạn lưu ý nha, thấy không, máy bắn ở trên nè, đó, thấy không. Xong cái xuôi đó đúng không, các bạn tưởng hết đúng không, các bạn đạp cho cố vô là sẽ lên trên kia sẽ bị lụm tiếp. Nó sẽ có một cái máy bắn nữa. Rồi chậm lại chút xíu thầy chị. Ở trên chừng nè các bạn thấy không, rõ ràng không. Rồi đi tiếp. Đem ra nhẹ. Rồi ra đến đây thì vẫn là cái vạch liền, các bạn cũng chưa được phép vượt qua vượt lại đâu nha. Không không, chưa được được di chuyển làn đường đâu nha. À, rồi ở đây mà các bạn muốn lỡ các bạn đi đến đây, các bạn lên trên kia các bạn quẹo trái ha, về cầu Thủ Thiêm, hai là các bạn quay đầu lại về lại hầm sông Sài Gòn, em mở xe nhanh phải nha. Nếu mà các bạn đi mới lỡ đi lộn á, các bạn đi cứ đi thẳng lên này. Còn bây giờ mình đang ra Vũng Tàu thì các bạn bắt buộc mình phải đi đường này. Rồi nhớ nha, hai làn kia là để cho các bạn để quay đầu quẹo trái ha, về trung tâm ha, cầu Thủ Thiêm nha các bạn ha, lưu ý giùm mình nói nha. Bữa các bạn hỏi ở đây quẹo được không, quẹo là các bạn cấm, quẹo là bị lụm, các bạn lưu ý nha.
coi nghe, người ta có bạn cấm ha. Các bạn lỡ đi đây thì các bạn đi lên nữa, các bạn kiếm đường quay đầu lại, chịu khó đi xa chút xíu, đỡ tốn tiền. Không? Dù lỡ xe nào đi lộn đến đó đi, dù xăm hai lộn thì bắt buộc phải quay đầu lại xuống cái hầm lại đi về thành quận nhất, còn phải đi thủ thêm về quận nhất cũng được. À, rồi ở đây nó có những cái cung đường, những cái biển báo hướng dẫn cho các bạn, các bạn đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng. Mà các bạn nào mới gói lắm, trời ơi mấy ông cũ đây còn gói nữa, tôi đây tôi thấy còn gói nữa nên chi mấy bạn. Nhưng mà các bạn đi nhiều quen ha. Rồi hôm nay mình ba làn đường mình đi ra đây ha, khỏi cần vô trong ha, vô trong để quẹo ha, vô trong nó chỉ còn lại là một làn ô tô và hai làn xe máy thôi, và tốc độ 50, còn ngoài đây là mình được 80 nha, xe tải thì 60 đó. Các bạn lưu ý từ từ, các bạn sẽ tập quan sát biển báo, chút xíu thầy sẽ chỉ biển báo dần dần cho em, là dần dần em đi về làm khỏe tốt. À em dậy mới mà, thấy không, lo ngó đường chưa xong nó viên ngó biển báo nên bị lụm hoài. Mà từ từ các bạn mới thực tế nhiều và các bạn quen. Hôm nay trời trong xanh mát mẻ. Rồi tiếp tục. Rồi đạp ra vẫn là mũi tên đi thẳng, còn kia là để quẹo trái ha. Nó mình chỉ rất nhiều đường Mai Chí Thọ này là rất nhiều là làng trong cho các bạn, để các bạn bớt dính. Tại các bạn cứ ý cứ tưởng làng trong này tốc độ vẫn là 80, các bạn đạp 80 là trời ơi nó giam bằng luôn à, chứ không có ít nổi đâu. Tại các bạn không để ý thôi. Với đi chung với xe máy nó cũng lụm nữa. Giờ em cứ đi thẳng. Rồi cái vụ vạch sân cá này, ai quay đầu thì cứ đè lên vạch sân cá để quay đầu quẹo trái nha. Còn nếu mà chống qua lên đây quẹo vô nha. À, còn đông quá cứ đè lên cán vạch trắng đi bình thường, vạch sân cá đi bình thường nha. Rồi lực này nó cấm á, nhưng mà thực tế nó khác nha các bạn. Các bạn đừng nói gì mình nói về lực nha, lực mình giả lắm. Mình chỉ biết đi thực tế thôi, hướng dẫn cho các bạn đi thực tế thôi. À miễn sao các bạn không bị bắt được rồi, các bạn lái tốt là được rồi, không cần phải gọi là sư phạm, cách dạy sư phạm tôi lưa nên là ơi mệt quá sư phạm gì, miễn sao tôi dạy cho các bạn lái tốt chuẩn này nọ, không bị tâm lý, không sợ sệt, đi với mình cực kỳ vui vẻ là được, thấy không? Cứ tập cho mấy bạn bỏ tôi là tôi khoái thiệt. Học với mình là mình đuổi á, tốt nghiệp xong mình đuổi không à. Tại vì sao? Nhường lại cho mấy bạn khác để đăng ký học tiếp, để mình hướng dẫn cho các bạn để ra nghề hoặc ôm xe chạy. Tôi là tôi phải là hướng dẫn cho các bạn cái gập, các bạn mới bái bằng, mới ôm bằng ha, rồi mới bằng lâu này nọ, nó dứt cái Vũng Tàu luôn, nó được này được hết, nó học tôi rồi được hết. Học với mình cho hướng dẫn các bạn đi liền, đập ra em mạnh mẽ lên chút xíu, mạnh mẽ. Sau này có ra thì nhớ phải thầy, không thầy là được rồi đó. Nhớ ra đừng ép tôi được rồi, như chạy chạy xe lên ép tàu xe tôi mệt lắm. Không tôi mừng nói chạy tốt quá ha, này ép đầu ta. Dạ giảm em giảm. Bầu nhớ tín hiệu đèn xe nha, nhìn xa trong rộng chút xíu ha. Em đừng có đợi cái đít người ta đỏ mà phải đợi cái đèn trên kia là mình dự đoán luôn là thế nào người ta cũng phải dừng, không làm chủ động trước chứ không cần phải rồi đợi đít. Có nhiều anh em là người ta chạy tốt, người ta thắng số nha, ta không cần mà thắng đâu, cái đít người ta vẫn không có đỏ luôn rồi đến nơi người ta mới thắng đó, mình để ý vậy nó nguy hiểm ha. Cái nhìn trên kia đỏ là mình chủ động liền, không cần nhìn đít người ta. Đúng rồi, phải nhìn chứ. Phải nhìn đít ta chứ. Cười nó đít xe nha, bạn đừng suy nghĩ đít thì tùm lum nha. Cái đua xe á, có nhiều ông móc bẻ đít nữa, nó đua xe đi. Rồi, thấy không? Cái biển báo các bạn thấy rõ ràng không? Mình vuốt lên cho bạn nè, đó, thấy không?
có phải không? Ba làn ô tô ở ngoài, ở trong là một làn ô tô và hai làn xe máy, thấy không? Tốc độ ô tô của mình là 80, còn xe tải, xe công là chỉ có 60 thôi, các bạn để ý nha. Thấy không? Mình quay kỹ lại cái biển báo đó nha, cho các bạn nè. Thấy chưa? Mai chế thọ nha. Còn các bạn nào mà đi lơ mơ vô trong kia mà tốc độ có 50, bạn đọc 80 là tới công chuyện nha. Đó, mình quay lại cái cảnh nè, thấy không? Tốc độ 50 trong luôn, thấy không? Biển báo. Còn đây là mình 80. À, phải quay kỹ, chỉ cho các bạn kỹ, đỡ các bạn đỡ tốn tiền, các bạn đi đúng làn đường. Đó. Rồi, chống thì di chuyển làn đường đi em. Rồi, xéo thôi, đầu xe hướng về chữ VinFast đó, đúng rồi, trả lại nhẹ, đẹp không? Thấy không? Chứ không cần cái ẹo cái mạnh ra, thấy không? Đi là lại là tốt. Ok, rồi mở xi nhan trái. Ngó kiến, xéo, đụng, rồi trả lại. Tắt xi nhan. Đó, vậy thôi, có rồi đâu. Học với thầy là phải biết di chuyển làn đường. Trời ơi, tôi nói học bổ túc mà ai mà cho cái học viên cái đi làn giữa hoài, ai né né, chán không chết. Lần đầu tiên anh làm chuyện đó. Ừ, đi là phải di chuyển làn đường. Múa máy chút xíu. Cái này là đi học cách di chuyển làn đường nha các bạn, chứ không phải là học cách đánh đánh võng đâu nha. Rồi, thòng chân ga lại chút xíu. Đó, đúng rồi, đó. Tại sao trên kia đỏ hay không? Rồi, một chút xíu mình sẽ vô đường cao tốc. Ở đây các bạn thấy để hình đây không? Là các bạn nếu mà đi vô làn trong, các bạn sẽ ôm cái con lường trên kia, cái lường cứng, giảm phân cách cứng á, các bạn di chuyển vô trong, thấy không? Rồi, cách thứ hai là mình sẽ đi thẳng lên trên kia, nó có một cái đường vô nữa. Và cách thứ ba nữa là các bạn đi đến ngã tư, cái đường vô cao tốc các bạn quẹo phải thì nó sẽ bị kẹt xe công xe nhiều lắm. Rồi, trả nờ chưa? Yeah, rồi. Mỏi chân phải. Mỏi chân không? Yeah. Rồi, buông ra nó tụt không? Dạ yeah, không. Ẩu, kéo thắng tay lên cái nhẹ cái. Rồi, để đó. Đúng chưa? Mình bỏ, mình buông cái chân thắng, mình trả lại nờ, đúng rồi đó. Yeah, nhưng mà mình không kéo thắng tay là nó bị tụt. Dạ, em quên. Ừ, rồi bây giờ em kéo thắng tay đúng không? Yeah. Xong xuôi đúng không? Rồi em để chân dưới sàn nhịp giò đúng không? Cắt kiểu cho nó thoải mái đúng không? Yeah. Xong xuôi các bạn nhớ lưu ý là khi đèn đỏ còn 10 giây sau. Yeah. Đó, 10 giây sau thì em hạ thắng tay, đạp thắng trước. Yeah. Rồi, đạp thắng. Rồi, hạ thắng tay. Rồi, vô số. Đó, để chuẩn bị. Thấy không? Đơn giản không? Yeah. Còn các bạn mà để đèn xanh này, các bạn ở sau người ta hối là các bạn quán liền. Người ta bóc còi sao? Đúng rồi, chính xác. Rồi em đi. À, đạp ga nhẹ. Nữa đi theo giống như VinFast. Rồi, em mở xi nhan phải luôn. Đó, giống như VinFast. Cứ đi xéo xéo ngay chỗ kia nó có đường rẽ đó không? Dạ. Yeah. Ừ, cứ bám theo VinFast cho thầy. Nhẹ nhàng vô chút xíu nữa. Ừ. Em không vô thì ở sau người ta đấu nhường mình, từ từ vô. À, cứ lại lại rồi nhẹ nhàng. Rồi đi tiếp. Nó nhiều cho mình. Không có đi. Rồi. Ngó trước, ngó trước. Rồi. Chậm chậm. Đụm. Rồi nhường cho chiếc SN này. Rồi em nghiêng lái. Thả lỏng cái tay ra, rồi đạp ga nhẹ cho thầy. Hơi còn gồng cái tay ha. Yeah. Rồi đạp ga lên. Đụm, đi theo VinFast luôn. Yeah. Đó, thấy có tài nhà đôi này nè các bạn, là cái là chuẩn bị vô cái cao tốc nha các bạn ha. Ừ. Lên trên kia quẹo phải thì nó đông. Đúng rồi, trên kia thì nó vướng xe cũng vô được luôn, thấy không? Nhưng mà nó sẽ bị đông, nó sẽ bị vướng cái xe. Rồi em mở đi theo VinFast luôn, cứ lại lại dần dần, cứ nghiêng nhẹ nhẹ, đổm. Rồi định hình là xe này, chiếc mẹt này cũng quẹo luôn ha, em cứ đi theo VinFast. Để ý là xe cái máy nha. Đó. Rồi nghiêng vô dần dần để xe cái máy bên phải. Rồi tiếp tục coi chân xe cái máy. Ừ, đó. Rồi nghiêng lái vô nữa, cái cây đó người ta còn xài á. Rồi đập ga lên. Đó, giờ vô cao tốc các bạn ha. Hồi hộp. Rồi đi tiếp tục. Cái gì đâu mà sợ. Không, em sợ hư cái cây. Cây gì thấy rồi chứ dễ gì. Nếu mà thầy mà thấy dướng là này lôi vô lăng liền. Thầy cũng hồi hộp. Rồi em cứ đi thẳng, đi lần này cũng được. Đúng giờ, tốt, tắt xe nhanh. Rồi đạp ga theo.
Khúc này là chưa vô cao tốc đâu nha, vẫn là có tốc độ 80 của mình thôi, mình đi chung với xe máy. Các bạn lưu ý nha, ở trên trần ha, ở trên nó để biển báo cho các bạn luôn 80 xe con với xe khách, còn xe tải xe công thì chỉ có 60 thôi. Và các bạn để ý nha, mình đang hướng dẫn xe con nha, các bạn nào mà xe tải xe khách là lúc nào xe tải xe công là đều xe lớn á là đều cái tốc độ thấp hơn xe con nha. Rồi em đập ga lên. Rồi mình chạy khúc này là 80, mình chút xíu mình sẽ kiếm một cái nữa là có biển báo cho phép mình đi với tốc độ tối đa là 120, tối thiểu là 60. Thì các bạn lưu ý khi các bạn đi trên cao tốc thì các bạn để ý là gần khi đến trạm thu phí thì các bạn nhớ giảm tốc độ, nó có những biển báo giảm tốc độ, cái đó là ăn tiền nhất á, là dễ tốn tiền nhất luôn, các bạn chú ý. Còn này là nó để cho các bạn là tốc độ cao thì các bạn ít khi nào bị bắn tốc độ lắm, chỉ khi các bạn hết cao tốc hoặc các bạn đến trạm thu phí ha, hoặc cái biển báo giới hạn tốc độ là các bạn sẽ bị lầm, để ý giùm mình nha. Rồi thôi mình sẽ xin kết thúc video clip này, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì cái cao tốc này mình đã nói nhiều rồi, các bạn cứ coi cái nó dễ lắm ha, cao tốc nó dễ cực kỳ, để mình hướng dẫn cho bạn ấy di chuyển, cách di chuyển làn đường và tốc độ như thế nào. Rồi tạm biệt mọi người nha.